Xin chào tất cả các bạn, mình là Trương Thế Vinh. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là Root mà không cần phải phải gì sử dụng bất kỳ cái tool nào khác ngoài cái tool Kinroot này. Thì Kinroot là một phần mềm Root nổi tiếng, được cộng đồng XDA đánh giá rất là cao bởi vì nó Root được bất kỳ nền Android nào hoặc bất kỳ hãng máy tính nào, hãng điện thoại nào, ví dụ như Samsung, Sony, LG, Pantech, vân vân. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn. Đây là phần mềm mình sẽ kiểm tra. Kiểm tra root thì đây là phần mềm nó báo nó với mình là chưa root được. Thiết bị này chưa root. Thì mình vào link này, chút nữa mình sẽ gửi link ở bên dưới video. Bạn có thể nhìn xuống dưới video để xem cái link này tải để tải vào phần mềm Kinroot từ trang XDA. Chúng ta chọn New Kinroot tải về. Direct download. Phần mềm root này có thể root được bất kỳ thiết bị nào nha các bạn. Bất kỳ nền Android nào. Đây là phần mềm được cộng đồng Kinroot phát triển rất là mạnh. Rồi mình sẽ cài đặt. Chọn install anyway. Open. Ta vuốt màn hình xuống dưới sẽ có phần là try it. Nhấn vào phần try it. Chúng ta chọn start root. Chờ hiển thị tới 100% là chúng ta đã hoàn thành bằng root. Thì phần mềm này root rất là hay, không cần phải mình phải sử dụng máy tính mà mỗi mỗi thiết bị nó có mỗi cái phần mà root riêng rất là phức tạp, trong khi cái phần mềm này là root được hầu hết tất cả các nền 4.4, 5.0, 6.0, thậm chí là 7.0. Tất cả các thiết bị LG, Samsung, Sony, vân vân. Chúng ta chờ tới 100%. Như vậy là đã root xong. Quá đơn giản phải không các bạn? Thì đây nó có kèm thêm phần mềm. Nếu này chúng ta không thích thì chúng ta có thể gỡ. Bây giờ check lại. Như vậy là phần mềm của chúng ta đã root thành công. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi phần mềm này, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn.